chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Thì hôm nay Dương lại đi bãi quất nha. Hôm nay Dương đi bãi quất chứ Phương, em Phương đang gà máy bên đó để coi có chim không nha. Thì giờ Phương đang gà máy. Thì ở đây có mấy con chim mồi mình nó kêu dữ rồi. Đây. Để Dương quay cho các cô chú anh chị xem chim mồi của Dương nha. Đây. Con này chim bình dữ luôn rồi đó. Hôm nay đi tự nhiên đi tới đây cái gù gồ mình nó hư. Giờ làm phải lấy cái không biết sao mà giờ cái Google này mở không lên luôn. Đó, giờ phải lấy cái điện thoại quay luôn. Chết luôn. Thì mình gà máy ở đây nghe nó kêu, phát hiện đây có một con nha. Hả? Không, cái chung anh nó bung ra. Đặt giống. Nghe kêu đó con đó. Nó cũng cúc nó kìa. Đặt đây xíu nó lên nè. Con này là lẻ. Cặp hả? Một cặp hơn bắt con lẻ rồi, còn con lẻ đó. Xịt luôn cắm câu vô trụ đi. Thôi, cá dữ lắm. Wow. Mình chống lập công nha. Cái gì? Anh dính máy. Đây. Bên Phương con nữa. Anh gặp luôn. Phải vậy chứ. Còn không? Bắt con này lên là làm của nó luôn. Có túi không? Dính thêm con nữa nha cô chú anh chị. Không, lại dính thêm con nữa. Quá tuyệt vời. Đi xuống dưới kia lụm thêm vài con nữa. Còn nhiều, hôm nay sẽ bắt trên chục ạ. Này đi trúng bãi à. Đâu. Đấy, Phương mình đi bánh gà máy ở đây Phương qua. Wow. Con này trống. Con trống. Trống cho bánh nặng luôn. Đường này thì dắt không à. Ở đây là dắt dữ dằn lắm. Cái bãi trong này cũng ít ai biết lắm Phương ơi. Tại nó nằm xa trong này á. Không phải con bên kia kìa. Đây. Trống không ai, trống mà. Đây trống. Trống lẻ đó. Wow, trời ơi con này nó nặng kinh khủng luôn. Con này có 300 gram có luôn á Phương. Sao nhìn giống máy gì Phương? Rồi thêm một thành viên nữa là ba thành viên nha. Nó giờ mấy anh em mình đổi bãi khác nha. Không đâu, nó trắng đâu. Thấy không? Thì em Phương đang đi vô đó gác lụp trong đó nha. Con đang kêu nó kìa. Thank you.
mấy con với giò. Đây quất nhiều, dắt nhiều nha cô chú anh chị. Đâu rồi, đeo nhóc giò luôn nè. Có không? Một con em mắc cá kìa. Đâu? Nè nè nè, một con chạy kìa. Không đốt luôn đi để cho làm cho nó chết luôn đi, giết cho nó chết đi, quay 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 sao rồi. Rồi con à, tại nãy anh đi qua đó nó đeo nó giờ hết rồi. Rồi, nhưng mà cả nhà dùng bánh bao với Dương nha. Anh em sáng giờ đói rồi, Phương đang ngồi đó ăn đó. Chim thì kêu ngoài đó mà không đá, cái vô cái cục 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 chạy ra hoài. Ngồi đây nó giờ còn hai con hai bên này chắc nãy giờ cũng có tiếng á. Tiếng có hả Phương? Rồi đợi nó giờ một tiếng đồng hồ giờ mới dính. Đây là chứng tỏ không phải là cái dao mình nặng nha. Nếu mà dao mình nặng à, anh đi ra ngoài là ở đây nó dính rồi. Đây con này nó giờ ngồi đợi một tiếng đồng hồ á, bây giờ mới lấy kèo nha. Wow chim ơi, máy máy cái mồng đỏ lé luôn kìa. Sợ gì né gì, đi vô là đeo chứ né gì. Đem bảo bảnh luôn Phương ơi. Đem bảo bảnh cho con chống bệnh, lụm con chống bệnh cái nữa rồi mình đi bãi khác ơi. Nhìn đậu lẹ để nó cắn hả. Đợi nãy giờ có tiếng hồ giờ mới đá. Bắt chim luôn đi, bắt chim luôn đi rồi đi bệnh đặt cái bẫy luôn. Không có đâu, không có đâu. Hết rồi. Nè. Nè hả? Đâu? Đâu? Có đâu? Có đâu? Không phải, con dắt đâu dắt. Ám ảnh hả? Rồi, con mọt con máy ốm, hồi này không mặc phung. Đặt xích trên lùm trên luôn Phương ơi. Cục hoài mà không đá kìa. Để em Phương qua bên đó đặt cái lùm bên đó nha. Mình đi qua sợ nó nhát nó chạy nữa. Đó luôn đi Phương ơi. Thì em Phương đang vô trong cái lùm nó đặt cái lập trong đó luôn. Bỏ vô Phương ơi. Bỏ vô. Để kẹo thứ năm này nha. Cọc kỹ lắm trời, bữa hổm anh xảy con rồi, nay cọc kỹ lắm. Nó giờ hai con kêu luôn đó. Con máy em nó kêu xong rồi tới con trống anh nó kêu. Bữa hổm bắt bữa hổm mới vừa đi. Bữa hổm mới vừa đi bảy đường con xong rồi cái đầu thả vô nhảy cái tung ra ngoài. Bỏ đi về luôn. Nghỉ luôn. Em quýnh mà kêu chặt chặt mà quýnh đường con nó thả luôn. Cái quýnh được con về làm gì vậy? Còn cái nữa, kỹ lắm trời ơi. Bắt được con chim là hơi khó cho nên là bữa hôm thả. Bữa hôm thả nó vô vậy nè. Cái đầu nó sao mà nó còn cái kẻ nó tung cho lên ngược lên lại. Ban máy con trống ta. Ừ. Bốn hai trống ban máy. Cậu sát sát xuống đây nó nhảy nó tung với nhau em ơi. Ừ. Hôm nay là thơm rồi đó. Bãi này còn con nữa, nếu mà con nữa là được 6 bé. Đang ăn. Đang ăn mà không xong nữa. Dính này. Rồi Phương đem chim qua để đó, hay quá. Lượm một kèo nữa nha. Bay chắc hết rồi đó Phương ơi. Vòng này có mấy con này là hết rồi. Xuống đây làm vòng này 6 con. Đâu rồi? Wow. Giờ này kêu làm gì? Giờ này kêu làm gì nữa? Đây, kèo thứ 6.
gì nữa mà không thương thương thôi. Mái hả, không phải trống hả? Cái kia giống như trống vậy. Ừ, cái mặt nhỏ xíu à. Để vô căng, ừ. Rồi. Giờ đi qua chạy xuống dưới kia nha. Thì cái khu này chắc cũng còn con hay con không nữa đâu. Còn con trống hồi sáng chảnh đó. Sáng sáng chảnh chịu khó lội ra giờ trù bắt luôn. Rồi ngán quá, dắt quá. Rồi giờ giờ bãi đi. Em mình đang hút gió à. Đợi con mồi lại. Bổi. Rồi lính dính đi, dính đi nha. Ủa con mồi. Dính này anh em ơi. Rồi vô. Kệ đó, con chó này không sợ. Tụ hai thằng bự cho bá vậy không để sợ con chó sao? Hả? Nó đủ mẹ. Đâu? Hỏi em hỏi ai? Nó chưa đặt nữa giờ. Tiếp đi ra. Ra giờ qua mấy bên kia đi. Ừ, im. Mấy chị tán dưới đây có cái lập kia. Nó về mà nó không dính chú ơi. Cầm vài cái út. Để ngoài trời. Trời. Cầm đi Phương này, cầm hộ anh Phương này để thôi nó bay một cái rồi thôi. Đây cô chú anh chị ơi, thì hôm nay Dương với lại em Phương đi được nhiêu này nè nha. Và cắn đầu vậy à, tổng cộng là 6 bé. 9 giờ gửi được 6 bé rồi mà giờ tới bây giờ vẫn chưa có con nào nữa. Rồi Dương tạm biệt cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị clip clip khác nha. Wow. Phương lại chụp tấm hình kỷ niệm không? Rồi ok. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị clip sau. Dương sẽ đi bắt cái khác chứ không có bắt quắt nữa. Chứ này nhiêu đây là đủ hợp lý rồi. À, quá sợ rồi. Nhiều khi qua đây mà quýnh không được cũng lóc nữa chứ. Được. Nói gì nữa. Rồi bye bye em Phương luôn nha. Cảm ơn em Phương đã đi quay với anh clip này. Rã cây bonsai đây chứ. Rã bonsai nè, lấy bonsai nè. Sáng ngày này bông dữ lắm, bây giờ cũng bông chân rồi. Cụi luôn rồi, không biết có dậy lên nữa. Không, được mà, không sao đâu. Đầy trổ em lắm. Bonsai người ta đó. Hồi sáng bông lừ chân luôn á, giờ không còn cái bông luôn. Rồi anh em mình về thôi. Bye.